Xin chào anh Huy Tuấn ở Đồng Nai và xin chào các bạn. Hôm nay anh Tuấn có đặt bên em là một nguồn 24V1A. Thì sản phẩm này bên em hiện tại đang bán với giá là 45.000. Tiếp theo đó là một cục động cơ phun xương 24V DC 12L. Thì với giá bọn em đang bán hiện tại một cục đang là một động cơ đang là 100.000 đồng. Thì tổng cả hai sản phẩm kèm thêm tiền ship khi đến tay anh sẽ là 175.000 đồng. Ok, thì sau khi anh nhận được hàng sẽ bao gồm là một cục nguồn 24V1A và kèm theo đó là một cục cơ phun xương 12V này. Một cục cơ phun xương 24V DC. Thì nếu bạn nào có nhu cầu mua sản phẩm, các bạn có thể vui lòng liên hệ vào số điện thoại Zalo trên tên đề video. Và các bạn có thể lên các sàn thương mại điện tử như Lazada, Sendor và Shopee đặt hàng. Sau mình có tên là Linh Kiện 789. Hoặc đơn giản nhất là các bạn có thể xuống phần bình luận tích vào link mua hàng phía dưới cũng được nhé. Rồi ok. Thì cái cục động cơ phun xương 24V DC này thì bên ngoài nó sẽ làm bằng chất liệu bằng kim loại nhé. Ở bên trên nó sẽ gồm có là 12 bóng led để chạy màu, tăng hiệu ứng cho phun xương của chúng ta. Ở giữa cái động cơ sẽ là một màng rung với tần suất với siêu âm để tạo nên màn xương. Và ở đây sẽ có một cục màu đen đây này. Ở trên đỉnh có cái bằng kim loại. Nó sẽ là cục cảm biến nước anh nhé. Khi nó xuống dưới nước thì nó sẽ hoạt động của cục động cơ phun xương này. Và khi nó nổi, nó qua mặt nước dưới nó thì nó sẽ tự động ngắt đi. Đấy. Ok, bây giờ em sẽ cấp nguồn và em sẽ sử dụng cả nguồn 24V1A này của chúng ta, của anh, để sử dụng để test hàng phạm luôn. Thì cái cảm biến để cách nước mà tạo xương hiệu quả nhất thì em thấy sẽ là từ 2 cho đến 3 phân, 2-3cm đây. Ok, bây giờ em sẽ cấp nguồn vào. Đấy. Thì sau khi nước cấp vào thì nó sẽ hoạt động ngay lập tức. Nó sẽ tạo ra cái màn xương. Và 12 bóng nước sẽ chạy theo ánh sáng, theo decor của nó. Thì cái này nó rất là thích hợp cho những bạn nào mà đang sử dụng điều hòa ở nhà. Chúng ta cần một cục xương để cấp ấm, để tránh tình trạng bị khô. Hoặc là những nhà nào có núi Hòn Lâm Bộ hoặc là bể cá thì để chúng ta trang trí cũng rất là đẹp nhé các bạn. Đây nó tạo rất là xương, nhiều xương. Mới chỉ nói có khoảng tầm chưa đến 20 giây nó đã tạo nên màn xương rất dày rồi. Đấy. Thì sau khi chúng ta nâng lên cái cục này, cảm biến nó qua cái mặt nước, tự động nó ngắt đi. Đấy, anh có thấy không ạ? Đấy, và khi chúng ta nhúng xuống nước thì cảm biến dưới nước nó sẽ hoạt động trở lại và tiếp tục tạo xương. Đấy, rất là nhiều xương rồi anh ạ. Thì mặt nước em khuyến nghị cho anh là sử dụng nó sẽ dưới khoảng tầm từ 2 đến 3 phân cảm biến cách mặt nước. Xuống dưới mặt nước cách khoảng tầm 2 đến 3 phân thì nó sẽ tạo nên nhiều xương nước như thế này. Anh em xem video đây. Chứ sâu quá thì nó là rất cũng ít xương hơn một chút. Đây em sẽ để khoảng tầm 10 đến 15 giây cho anh thấy được cái màn xương là nó rất là dày. Ok, như vậy là sản phẩm hoạt động rất là tốt và nguồn 24V1A của anh đặt bên em cũng rất là tốt, hoạt động rất là bình thường. Bây giờ em sẽ đánh dấu ký hiệu lên sản phẩm để gửi hàng cho anh nhé. Và đây là ký hiệu sản phẩm của anh. Ok, và cuối cùng là rất cảm ơn anh Huy Tuấn ở Đồng Nai đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.